Xin chân thành cảm ơn các bạn trong đội Vân Hoa. Xin mời các bạn về trở về vị trí chuẩn bị công việc của mình. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng. Và để tiếp theo chương trình văn nghệ hôm nay, thời giờ này thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành tâm cung thỉnh sư thầy Thích Đàm Từ lên trước đạo tràng tuyên đọc diễn văn đại lễ Phật đản. Chúng con xin cung thỉnh sư thầy. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư tôn túc hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng. Được sự cho phép của ban tổ chức, con xin lên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2561 dương lịch 2017 của hòa thượng, chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư tôn túc hòa thượng, thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Kính thưa quý liệt vị, hôm nay ngày rằm tháng 4 năm Đinh Dậu 2017, Phật lịch 2561, tăng ni Phật tử Việt Nam cùng với những người con Phật khắp nơi trên thế giới hân hoan kính đón mừng kỷ niệm ngày khánh đản lần thứ 2641 của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta lắng lòng tưởng nhớ đến sự hiện hữu, sự hy hữu đại sự nhân duyên mà Đức Phật đã ra đời, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Cũng như trong Kinh Tăng Chi nói, hỡi chúng sinh, có một bậc vĩ nhân, vị hạnh phúc cho chư thiên, cho số đông, cho loài người mà xuất hiện ở đời, đó là Đức Như Lai ứng cúng chính đẳng chính giác. Từ kỷ nguyên bình minh của nhân loại, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng đạo Phật và cống hiến cho nhân loại một tôn giáo, một nền triết học và một con đường sống. Phật giáo là tôn giáo của trí tuệ, tình thương yêu chúng sinh, đem lại hòa bình khắp muôn nơi. Đạo Phật là tôn giáo của đạo đức, sống động suốt hơn 26 thế kỷ qua và hơn bao giờ hết ngày nay vẫn đang là định hướng sống cho hàng triệu triệu con người trên khắp hành tinh. Đạo Phật là triết học biện chứng đưa con người đến một đời sống nhân bản hướng thượng, đó là đời sống an hòa giữa thân và tâm, an lạc hạnh phúc qua thực hành giới định tuệ theo con đường trung đạo. Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta thành kính tri ân Ngài đã vì hạnh phúc của nhân loại mà hiện sinh ra nơi đời. Sức sống vĩ đại của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chính là hình ảnh tăng già, đó là đoàn thể của các vị tỳ kheo, tỷ kheo ni, là sự hiện hữu của Đức Phật trên thế gian này. Phật Pháp trường tồn là sự hiện hữu của tăng già nhờ vào sức mạnh của trí tuệ và giới luật. Vì vậy, sự trường tồn của tăng già là trách nhiệm của mỗi tỳ kheo ni từ thế hệ này đến thế hệ khác. Kính mừng ngày Đức Phật đản sinh, mỗi chúng ta phải tự ý thức vai trò, sứ mạng của mỗi tỳ kheo trong việc giữ gìn sự hòa hợp, thanh tịnh của tăng già. Đó chính là đóa hoa tâm thành kính dâng lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong ngày lễ Vê Sắc trọng đại này. Kính thưa quý liệt vị, Phật đản Phật lịch 2561 dương lịch 2017 đang tưng bừng diễn ra khắp nơi trên cả nước, từ các ngôi chùa ở làng quê hẻo lánh đến các ngôi chùa ở vùng hải đảo, miền núi, biên cương xa xôi của Tổ quốc với nghi lễ tắm Phật truyền thống trang nghiêm để cùng cầu nguyện quốc thái dân an. Kính mừng Phật đản năm nay cũng đúng vào thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2017-2022. Tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2017 tại thủ đô Hà Nội. Đây là năm cuối của nhiệm kỳ, tôi mong muốn tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình Phật sự của nhiệm kỳ 7, phân tích, đánh giá những bài học thành công, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế trong điều hành Phật sự nhằm xây dựng chương trình hoạt động sát thực, thực tiễn, thời đại cho các Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ thứ 8 và các nhiệm kỳ tiếp theo, định hướng tầm nhìn tới năm 2030 trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng. Mỗi chúng ta trong ngày Phật đản của Đấng Từ Bi, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay hãy để tâm mình lắng động, thanh tịnh, ghi nhớ lời Phật dạy của Ngài trong Đại Tập Kinh của Đức Phật dạy tôn giả Xá Lợi Phất về thực hành tứ nhiếp pháp.
Bố thí cầu tài như pháp, thực hành bố thí thanh tịnh, ái ngữ dùng lời từ hòa hướng dẫn, an trú vào pháp thiện, lợi hành nói về tự lợi là để lợi ích cho mọi người và xã hội. Đồng sự khiến mọi người phát tâm tu tập thiện pháp, hướng đến nhất thiết trí tức thành Phật. Và chúng ta hãy cùng nhau khẳng định rằng nêu cao trí tuệ tập thể, nương cao pháp lục hòa cộng trụ, tứ nhiếp pháp để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong giáo hội là điều kiện quan trọng quyết định sự thanh tịnh, hòa hợp và thành công của đại hội. Và đó là tâm niệm của tất cả chúng ta. Trong niềm cảm ứng vô biên như đang được đón nhận hào quang tỏa ra từ kim thân của Đức Bổn Sư Đấng Từ Bi, tôi chân thành kính chúc Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni, quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, một mùa Phật đản an lạc vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự, lợi đạo ích đời, trong tinh thần xương minh đạo pháp phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật nhân ngày đại lễ Phật đản Vê Sắc năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân sư thầy, cầu nguyện chư Phật gia hộ cho thầy pháp thể khinh an, hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự trong tương lai.